cười của nhà hậu trần Quốc Tài hiện tại nước Việt đã mất mát nhiều. Nhưng thật bất ngờ là chỉ sau đó một quãng thời gian không lâu, từ năm 414 đến năm 1418, phong trào Lam Sơn lại nổi lên. Phong trào quy tụ hàng loạt những anh hùng tài ba lỗi lạc cùng nhau làm nên những chiến công hiển hách phi thường. Thật đúng như lời trong bình ngôn đại cáo của Nguyễn Trãi đã viết: tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Phấn cao xưa đồng sâu. Nguyễn Anh Hùng Lê Lợi, nhân vật khởi xướng cuộc khởi nghĩa, Lê Lợi xuất thân trong một gia đình đại thủ lâu đời ở thôn Lam Sơn, huyện Lương Giang, trấn Thanh Hóa, nay thuộc xã Xuân Lam, huyện Hòa Xuân, Thanh Hóa. Tổ tiên của họ Lê là Lê Hối dựng lên ở đất Lam Sơn, nhiều đời nối nhau làm hào trưởng cuộc xướng. Diệt và làm tan rã hai đạo quân cứu viện do nữ
và mộc hành chỉ huy vào năm 1427, để lại nhiều bài học quý. Say không dối sáng hàng.
10 năm bền bỉ chống lại quân xâm lược nhà Minh. Năm 1427, cuộc khởi nghĩa của nghĩa quân Lam Sơn đã phát triển thành cuộc chiến tranh giải phóng. Lúc này, với thế và lực vượt trội, nghĩa quân hoàn toàn chủ quyền, chiến lược liên tiếp giành thắng lợi, tiêu diệt lớn lực lượng địch. Ngọc Tổng binh Vương Thông cùng toàn bộ số quân còn lại phải cố thủ trong thành Tân Quan và một số thành lý khác chờ quân tới cứu viện. Lòng trào dâng giọt máu nối dòng tiên dòng, lời sông núi ôm ấp con cháu bên lòng, hai tiếng quê hương sục sôi từng lớp nhai buông. Con yêu nghĩa tha giọng nói Việt Nam, và con yêu thiết tha đất mẹ Việt Nam. Nghìn năm vẫn hiến thêm tự hào, sự xanh luôn thắm tươi máu đào. Non sông Nam Quốc chỉ vì bình phân nơi thiên thư, mãi nghìn đời giang ngời nhớ. Anh luôn thắm